Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Xưa Chim Chúng Em. Hôm nay clip số 76, cơ sở xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Những clip vừa qua ủng hộ bên cơ sở em rất nhiều ạ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm đồ gỗ mini và một bộ bàn ăn ạ. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng 097 338 446 ạ. Và clip của cơ sở em sẽ được phát sóng vào lúc 11:30 trưa hàng ngày ạ. Và bây giờ vào clip số 76 này, cơ sở giới thiệu đến các bác về một bộ tranh tứ quý gỗ chắc ạ. Ở trước tim xin đo về cái thông số trước ạ, ngang 33 cm và chiều cao là 107 cm, với chất liệu là gỗ trách ta, được cần gỗ xưa, ngà và đá cẩm thạch ạ. Bây giờ em sẽ đi lại gần chi tiết hơn cho các bác cùng được tham khảo ạ. Trước tiên em xin quay về cho các bác về phần cảnh là cảnh cây hồng này. Ở trên nền là gỗ trách ta các bác nhá, cảnh cây hồng này với đôi phu thê viên mãn này, cực kỳ là đẹp rồi, một đôi uyên ương này, đục chạm thì cực kỳ là kênh bong luôn các bác nhá. Toàn những nguyên liệu quý được cơ sở đã chọn lọc ra và đã cần đến một bộ tranh tứ quý bốn mùa, tượng trưng cho bốn mùa, và cảnh cây cúc này đó, và một đôi hiền cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cảnh cây cúc các bác nhá, cảnh cây mai, cây nan đó, cực kỳ là đẹp luôn. Trên nền là gỗ trách ta, được thân cây là gỗ xưa các bác nhá. Thân cây là gỗ xưa này, phần trắng ngà này, phần xanh là bằng đá cẩm thạch tự nhiên này, khung ngoài đục chạm truyện các bác nhá. Có kích thước là ngang 33 cao 107 cm. Như một bộ tranh 4 tấm này cơ sở ra luôn cho các bác giá là 40 triệu ạ. Bao đẹp cho các bác luôn nhá. Không một nỗi làm gì, được chế tác tại xưởng của cơ sở Đồ Xưa Chim Chúng Em. Không một nỗi làm gì luôn. Đó, bao đẹp cho các bác, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Giá tại xưởng, hàng không qua trung gian, nên các bác hoàn toàn yên tâm về giá cả của bên cơ sở em các bác nhé. 40 triệu này bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Bác nào quan tâm liên hệ cơ sở em sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác cùng tham khảo qua số điện thoại Zalo. Và bác nào xem thấy hay thấy đẹp thì cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Đó, và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo, cơ sở em giới thiệu đến các bác về một chiếc lục bình cắm hoa. Đó, hay là chiếc lục bình tài lộc ạ, hút tài lộc cực kỳ đẹp luôn. Miệng này nhỏ này, miệng này là 11,5 cm, cao là 28, đường kính là khoảng 22 cm bụng ạ. Chất liệu là gốm sứ các bác nhá, và được cẩn ốc này, nó đan xen nhau các từng lớp lớp này như một chiếc vải rồng hay vải cá này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và các miệng này được thiếp vàng và được cả những bông hoa mai các bác nhá, bông hoa năm cánh và những hoa lá tây, nó cực kỳ là đẹp rồi. Miệng trên này cũng được thiếp luôn. Chiếc lục bình này cơ sở ra nuôi cho các bác giá là 3,2 triệu ạ. 3,2 triệu một chiếc các bác nhá. Rất thích hợp cho các bác là ngày lễ ngày Tết để chúng ta để cắm hoa trên này, cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp luôn ạ. Đó, giá 3,2 triệu các bác nhá, tại xưởng của cơ sở em, hàng không qua trung gian ạ. Và tiếp tục cơ sở có một chiếc ống đựng điếu, ống điếu ạ, mà ống điếu xưa. Đó, cảnh là vinh quy ạ. Đó, chất liệu là gỗ gụ, đường kính là 10 cm và chiều cao 21 cm. Giá cơ sở gian lưu cho các bác giá là 2,5 triệu các bác nhé, 2,5 triệu một chiếc ống điếu này. Đó, ốc thì các bác khỏi chê được, cực kỳ đẹp luôn, ốc đỏ lửa vàng chanh luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, bảo đẹp cho các bác luôn, không lỗi làm gì. Đó, hàng này hàng đã sâu tuổi, hàng xưa rồi các bác nhé. Đó, giá là 2,5 triệu, bảo phí ship cho các bác ạ. Và tiếp tục cơ sở có một chiếc kệ tam sơn, được đục chạm là mai, cảnh là một kênh mai hóa rồng, nó cực kỳ đặc, đục chạm ba mặt luôn, kích thước chiều dài 61 và chiều cao 22. Cơ sở gian luôn cho các bác giá 1,7 triệu một chiếc các bác nhé. Chất liệu là gỗ hụ hay còn gọi là gỗ mặt cụ mặt ạ. Nó đục chạm cực kỳ đặc. Bác nào cần chi tiết hơn thì cơ sở sẽ chụp hình thêm cho các bác qua số điện thoại Zalo ạ, 0973384446 ạ. Cơ sở có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Số điện thoại là cũng như là số điện thoại Zalo các bác có thể tham khảo và kết bạn với em, sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Và tiếp tục cơ sở có một chiếc khay nan kích thước 24 x 38 cm, cực kỳ đẹp luôn, mới cảnh một cành hồng các bác nhé. Thân cây là gỗ xưa, ngà và ốc sa cừ, viền ngoài bọc đồng, chất liệu gỗ trách ta. Một chiếc khay nan cực kỳ đẹp luôn, khung ngoài cật cổ đồ, bao đẹp cho các bác nha, không một nỗi làm gì ạ. Mặt sau đây, chất liệu gỗ trách ta thì các bác biết rồi, cực kỳ là quý giá luôn. Giá cơ sở gian luôn cho các bác giá là 3,2 triệu các bác nhé, 3,2 triệu một chiếc ạ.
Bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Bác đẹp không một nỗi làm gì ạ. Và tiếp tục cơ sở giới thiệu đến các bác một chiếc khay trà tiếp theo. Khay trà gỗ chắc ạ. Được cả ốc xà cừ, kích thước khay này khay cỡ đại luôn các bác nhá. 24 x 38 cm và chiều cao 12,5 cm ạ. Cần cảnh tích là nhị thập tứ hiếu và những dây neo liền chi cực kỳ đẹp nữa. Cả tứ diện luôn các bác nhá. Mặt hồng ngang này. Mặt sau này. Bác nào xem thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Sản phẩm được chế tác tại cơ sở của em thôi, hàng không qua trung gian các bác nhé. Mặt trên này cần cảnh tích là đồng quê, ốc thì các bác khỏi chê luôn, cực kỳ là đẹp ạ. Cần cảnh tích đồng quê. Bác nào muốn sở hữu về cái sản phẩm nào có thể liên hệ cơ sở em, clip số 76 này. Ngoài ra cơ sở còn rất nhiều các mẫu mã khác nhau, bác thể quan tâm hay muốn tìm hiểu thì liên hệ trực tiếp cơ sở em ạ. Chiếc khay trà này cơ sở giao được cho các bác giá là 4 triệu 2 các bác nhé. 4 triệu 2 một chiếc ạ. Bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Và tiếp tục cơ sở ngờ một bức tranh chữ tâm. Bức tranh chữ tâm cực kỳ là ý nghĩa luôn ạ. Chữ tâm kích thước là 50 x 60 cm. Ở giữa lá liền tắm lên các bác nhé. Cảnh là một cảnh chữ phúc hóa. Hóa tùng độc ạ. Hóa tùng độc và cảnh sen vít ạ. Được tạo nên chế tác này một bức tranh chữ tâm hóa cực kỳ là ý nghĩa luôn các bác nhé. Góc được cẩn chuyện ạ. Ốc xà cừ Singapore 7 màu cực kỳ đẹp luôn. Khung ngoài đục đặc chạm chuyện gấm ạ. Bộ này gồm có hai khung các bác nhé. Cơ sở giao lưu cho các bác một tranh chữ tâm này giá là 2 triệu 8 ạ. Bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Bác là xem thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở ở một like ạ. Cũng như một đăng ký kênh. Hàng bên cơ sở sẽ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Nên các bác hoàn toàn yên tâm luôn về cái khâu vận chuyển của bên cơ sở em. Nó vận chuyển toàn quốc, miền Nam, miền Tây, Sài Gòn, tất cả các nơi cơ sở đều vận chuyển được tại nhà cho các bác luôn. Và đây cơ sở có một chiếc bàn trà Văn Kỷ Tứ Ninh. Đó, kích thước là chiều ngang. Đó là thông số cho các bác, ngang là 47 cm và chiều dài. Chiều dài là 98 cm. Tổng chiều cao là 24,5 cm ạ. Mặt trên này em quay mặt trên các bác nhá. Ở giữa này gồm có một chiếc thọ ạ. Đó, giữa chiếc thọ và những cây mai hóa rồng đục trạng các bác nhá. Những cây mai hóa rồng chồng vào nhau và những cây cổ đồ, tứ bình cổ đồ các bác nhá. Và rơi ngậm kim tiền chữ thọ ạ. Đó, đục trạng và các phần bệ đục trạng là tứ ninh, long ni, quy phụng ạ. Đó, chân đục trạng đầu lân, đầu lân các bác nhá. Chúng chân đục trạng đầu lân cực kỳ đẹp luôn. Chân này chân 8 sen ạ, 8 sen vuông, đục chạm tứ ninh, long ni, quy phụng ạ. Như bên này đục chạm muốn rùa, rầm, phượng và nân. Bác nào quan tâm là muốn tìm hiểu chi tiết hơn, có thể liên hệ cơ sở em với chiếc bàn trà này. Chiếc bàn trà này của chúng ta để theo một combo thì như thế này cũng được các bác nhá. Chúng ta để ngồi uống trà, tiếp khách ngồi đây thì cực kỳ là đẹp luôn. Nhưng một chiếc bàn trà Văn Kỳ này cơ sở giao lưu cho các bác giá là 4 triệu rưỡi ạ. 4,5 triệu bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn nhé. Bạn nào quan tâm liên hệ cơ sở nhé. Mình sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác ạ. Và đây cơ sở có một bộ bàn ăn nữa. Và cuối clip của số 76 này em giới thiệu đến các bác về một bộ bàn ăn gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là họ mặt cụ mặt ạ. Kích thước ghế đơn này, chiều cao là 113 cm và ngang 50 x 42 cm. Bàn là đường kính là 130 cm, cao là 75 cm, 73 cm ạ. Em có cho các bác một chiếc ghế này. Giữa cần cảnh một cây mai các bác nhá, cúc mai, những chữ thọ này. Cột cật ô vàng đặt là cực kỳ đẹp luôn. Hoa mai này, đục chạm là nâu uy các bác nhá. Chân đục chạm nâu uy, dáng thì cực kỳ là đẹp rồi. Trên nền là gỗ gụ ạ, gọi là gõ mật mà ạ. Bộ này gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn. Mặt sau đục chạm là cá chép trong hồ sen này và hoa lá tây. Đó. Và cùng có 5 con son tiện dưới các bác nhá. Bảo đẹp cho các bác nó không một nỗi làm gì. Bác nào muốn sở hữu về cái bộ bàn ăn này có thể liên hệ cơ sở em. Mặt bàn cần cảnh tùng hạc bách điểu các bác nhá, tùng hạc bách điểu, khung ngoài cần ô vàng và những tứ quý tùng cúc trúc mai. Nó bộ này cơ sở đã đặt lên tấm kính rồi. Nó vận chuyển là cơ sở sẽ tặng luôn cho các bác tấm kính này luôn. Đó, bộ này ngồi trong phòng ăn thì cực kỳ là sang trọng luôn các bác nhá. Nó khung ngoài cần ô vàng, tứ quý tùng cúc trúc mai. Bác nào cần chi tiết hơn thì cơ sở sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Và chân này các bác nhá, chân đục chạm là gồm có 4 con nghê. Đó, 4 con nghê. Và trụ thì cực kỳ đẹp và cực kỳ là vững chắc luôn các bác nhá. Cơ
Cơ sở có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở em là 0973384446. Ngoài các sản phẩm này ra, bên cơ sở còn rất nhiều các mẫu mã khác nhau. Các bác có thể truy cập kênh YouTube Đồ Xưa Chiên của chúng em và tham khảo về tất cả các danh mục ạ. Và như một bộ bàn ghế ăn này, cơ sở xin báo giá luôn cho các bác. Giá là 65 triệu các bác nhá. Bao phí ship vận chuyển trên toàn quốc cho các bác luôn. Hàng không qua trung gian thì các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Giá 65 triệu thôi. Đó. Ngoài các sản phẩm này ra, bên cơ sở còn rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Các bác thể truy cập và cũng như là kết nối với cơ sở em qua số điện thoại Zalo 0973384446 ạ. Em sẽ chụp hình thêm chi tiết tất cả các sản phẩm khác ạ, của ngoài cơn ít của ngày số 76 này ra. Bên cơ sở rất nhiều đồ khác nhau. Và ngoài ra bên cơ sở sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu, tất cả các mẫu mã là các bác yêu cầu bên cơ sở đều đáp ứng hết cho các bác. Và cơ sở sẽ lên mô hình 3D trước khi cho các bác đặt hàng. Và Đồ Xưa Chiên chúng em xin trân trọng kính chào các bác và gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.